Đình Hậu Thạnh tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Buổi đầu thời khai hoang mở đất được lưu truyền lại, có bà Trần Thị Vạn, gốc Bình Định, là người đầu tiên đến đây vỡ đất khai hoang để sinh cơ lập nghiệp. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đình thần Hậu Thạnh vẫn tồn tại với thời gian và gắn liền với hai cuộc đấu tranh kiên cường của dân tộc. Đến nay, đình vẫn còn mang đậm nét đình làng Nam Bộ với đầy đủ vẻ uy nghi. Đình là nơi che chở cho nghĩa quân của phong trào Cường Vương, là nơi cán bộ cách mạng truyền bá chữ quốc ngữ, tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước cho nhân dân Cù Lao Mây. Cũng chính vì lẽ đó mà đòi hỏi mọi người chúng ta cần phải trân trọng và phát huy hơn nữa di tích đình Hậu Thạnh, nhằm giáo dục cho con cháu mai sau hiểu về truyền thống quê hương và những giá trị văn hóa.